số 8 hồng nhan phấn. Thành phần rong biển và một số thành phần chống ung thư, nhân sâm này, collagen nữa. Công dụng giúp mờ nám, mờ tàn nhang, trắng da, cải thiện nội tiết tố estrogen, giảm bốc hỏa tiền mãn kinh và điều hòa kinh nguyệt, suy giảm chức năng sinh lý. Cách dùng: dùng một gói pha với 500ml nước, uống cả ngày. Liều dùng: trong một tháng đầu tiên khi điều trị sẽ dùng 2 gói một ngày, chia 2 lần. Sau một tháng thì một gói một ngày. Giá của sản phẩm là 750.000 cho 30 gói. Vậy là chỉ có 25.000 cho một gói lẻ. Và với giá đại lý thì sao? Chỉ còn 13.000 cho một gói.